Nobara Kugisaki là một trong ba học sinh năm nhất rất ấn tượng của trường cao đẳng chú thuật Tokyo. Dưới sự dẫn dắt của thầy Gojo Satoru, kỹ năng và sức mạnh chú thuật của Nobara đã phát triển mạnh mẽ từ khá sớm, khiến cô trở thành một nhân tố quan trọng trong nhóm bạn của mình, bao gồm Yuji Itadori và Megumi Fushiguro. Và cũng không ngoa khi nói rằng Nobara là một phần không thể thiếu của bộ truyện. Kể từ giai đoạn đầu, tác giả Gege đã đưa Nobara vào tâm điểm của Jujutsu Kaisen và khiến khán giả nghĩ rằng cô là một trong những nhân vật chính, và nếu mất đi cô thì cũng phải gần hết truyện rồi. Thế nhưng thật đáng tiếc là Nobara đã bị loại bỏ từ rất sớm, và đến hiện tại độc giả Jujutsu Kaisen không thể xác định được nhân vật trọng tâm chính là vì lý do này. Vậy thì lý do gì khiến cho mọi người phải quan tâm và phản đối cái chết của Nobara như vậy? Hãy cùng mình tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé. Vai trò của Nobara trong truyện. Ngay từ ban đầu, Nobara Kugisaki đã được thiết kế để trở thành một nhân vật cực kỳ mạnh mẽ và không thể lay chuyển ngay từ lần đầu tiên xuất hiện. Cô đã làm rõ rằng mình không chỉ là một cô gái bình thường. Hẳn là các bạn còn nhớ câu nói nổi tiếng của Nobara về việc vừa xinh đẹp vừa mạnh mẽ không? Nhân vật của cô ấy đầy tự tin và thái độ không dung thứ cho những điều bất công vô lý. Sự hiện diện của Nobara mang lại năng lượng tươi mới và mạnh mẽ cho Jujutsu Kaisen. Không có gì ngạc nhiên khi cô nhanh chóng trở thành nhân vật được yêu thích. Sức mạnh của Nobara không chỉ về thuộc thức mà còn là về tinh thần, làm cho cô trở thành một nhân vật quan trọng của thế giới chú thuật. Một trong những khía cạnh hấp dẫn nhất của nhân vật Nobara là khái niệm phòng đầy ghế. Ẩn dụ này đại diện một cách đẹp mắt cho mong muốn của cô trong việc lấp đầy cuộc sống bằng những mối quan hệ ý nghĩa. Nobara chỉ muốn có một số lượng ghế nhất định, tượng trưng cho sự chọn lọc cho những ai mà cô cho vào cuộc sống của mình. Đây là ý tưởng rất dễ hiểu phải không nào? Chúng ta đều muốn xung quanh mình là những người thực sự quan trọng. Đối với Nobara, phòng đầy ghế này không chỉ là về số lượng mà là về chất lượng và độ sâu của sự kết nối. Trong suốt loạt truyện, chúng ta đã thấy Nobara điều hướng những mối quan hệ này cân bằng giữa cá tính mạnh mẽ và nhu cầu sâu sắc về tình bạn với Yuji và Megumi ở trường chú thuật. Sau này là những senpai dễ mến như Maki hay Banda. Đó là một cách độc đáo để hiểu động lực và hành động của nhân vật này. Nobara lớn lên trong một ngôi làng nông thôn nhỏ mà cô luôn cảm thấy quá là gò bó với cá tính táo bạo của mình. Tuổi thơ của Nobara không hề dễ dàng, nhưng nó hình thành nên con người mạnh mẽ của cô hiện tại. Một trong những phần quan trọng nhất của cuộc sống ban đầu của Nobara là tình bạn với Saori. Saori là một người bạn thực sự đầu tiên của cô, người đã đứng bên cô khi những người khác không làm vậy. Mối quan hệ này chân thật hết mức có thể. Những trải nghiệm này đã ảnh hưởng sâu sắc tới hành trình của cô đến trường chú thuật. Saori là một cô gái lớn tuổi hơn từ Tokyo, chuyển đến làng của Nobara, và Nobara ngay lập tức bị cuốn hút bởi cô nàng này. Đối với Nobara, khi còn nhỏ, Saori đại diện cho tất cả những gì mà cô mơ ước: sự thanh lịch, duyên dáng và cái nhìn thoáng qua về thế giới rộng lớn hơn. Nobara đặt Saori lên vị trí như idol vậy, xem cô như hiện thân của lý tưởng. Sự lý tưởng hóa này đã thúc đẩy Nobara rời khỏi làng và tìm kiếm một cuộc sống phù hợp với những giấc mơ của mình. Saori trở thành biểu tượng cho những gì mà Nobara khao khát. Ngay cả khi Saori rời làng, sự khao khát này về một cuộc sống lý tưởng hóa đã thúc đẩy nhiều quyết định của Nobara. Sau khi Saori bị buộc phải rời làng do bị bắt nạt và cũng là bước ngoặt đối với Nobara, sự ra đi của Saori đã làm tan vỡ Nobara, để lại cho cô một cảm giác mất mát và khao khát, giống như giấc mơ của cô bị lấy đi trước khi nó kịp bắt đầu. Sự kiện này đã làm sâu sắc thêm quyết tâm của Nobara để tìm những người giống như Saori và thoát khỏi sự gò bó của ngôi làng cổ hủ này. Nobara không muốn bị mắc kẹt ở một nơi mà con người tàn nhẫn và đầu óc hẹp hòi. Thay vào đó, Nobara khao khát tìm một nơi mà cô có thể tìm thấy những người giống như hình ảnh lý tưởng hóa của Saori. Sự ra đi này trở thành chất xúc tác cho hành trình của Nobara, thúc đẩy cô theo đuổi ước mơ của mình với quyết tâm mạnh mẽ hơn. Một lời nhắc nhở về sức mạnh của những trải nghiệm thời thơ ấu. Khi Nobara đến trường chú thuật, rõ ràng cô đang có một sứ mệnh. Nhưng những tương tác đầu tiên của cô với Yuji, Megumi và Gojo không hoàn toàn diễn ra như cô mong đợi. Nobara ngay lập tức không ấn tượng, xem họ khác xa với lý tưởng mà cô đã có trong đầu. Sự hài hước ngớ ngẩn của Yuji, bản tính trầm ngâm của Megumi và hành vi không thể đoán trước của Gojo không phù hợp với kỳ vọng của cô. Nobara thậm chí còn nói với Yuji rằng những người như cậu không phải là loại bạn mà cô sẽ chọn. Sự thất vọng ngay từ ban đầu này quá là rõ ràng, nhưng nó đã tạo nên một bối cảnh cho một điều đẹp đẽ. Mặc dù có những ác cảm ban đầu, tình bạn không ngờ đã bắt đầu hình thành. Đây là minh chứng cho thấy sự kết nối có thể đến từ nơi bất ngờ nhất. Yuji Itadori và Nobara Kugisaki từng là bộ đôi tạo ra nhiều khoảnh khắc hài hước và làm trò trong suốt câu chuyện. Họ có một mối quan hệ đồng đội mạnh mẽ và ăn ý trong chiến đấu. Nobara không chỉ là một người đồng đội đáng tin cậy mà còn là một người bạn luôn ở bên Yuji và dạy cho cậu nhiều bài học quý giá về cuộc sống và chiến đấu. Yuji và Nobara đã phối hợp rất tốt trong nhiều tình huống, tạo ra sự kết hợp hiệu quả. Sự ăn ý của họ trong chiến đấu đã giúp cả hai vượt qua những nhiệm vụ tân thủ
mà ông thầy nhí nhố giao cho. Mối quan hệ của Yuji và Nobara không chỉ dừng lại ở việc chiến đấu cùng nhau, họ đã phát triển một tình bạn sâu sắc, luôn hỗ trợ và động viên lẫn nhau, được thể hiện qua những tập ngoại truyện. Nobara đã giúp Yuji vượt qua nhiều khó khăn về tình bạn và cảm xúc, đồng thời cậu nhận ra được giá trị bản thân khi sự quan trọng của việc chiến đấu vì những người mà mình yêu thương. Khi câu chuyện tiến triển, chúng ta thấy được mối quan hệ của Nobara với Yuji, Megumi và Maki phát triển thành một điều gì đó thực sự đặc biệt. Mặc dù có sự bướng bỉnh ban đầu và tiêu chuẩn cao, Nobara bắt đầu thấy được giá trị trong những kết nối chân thật này. Nobara đã giúp Yuji hiểu rõ về mục đích của mình và ngừng tự trách bản thân, khuyến khích cậu không bao giờ từ bỏ. Dù cho khó khăn có lớn tới đâu, mối liên kết của Nobara với Yuji và Megumi càng ngày càng trở nên mạnh mẽ qua những trận chiến và trải nghiệm chung của họ. Nobara tìm thấy một người đồng cảm trong Maki, một người cô có thể ngưỡng mộ và liên hệ. Những mối quan hệ này khác với hình ảnh lý tưởng hóa của Saori, nhưng chúng là thực tế và ý nghĩa. Nobara bắt đầu hiểu rằng những người thực sự quan trọng có thể không phải lúc nào cũng phù hợp với kỳ vọng ban đầu của cô. Sự phát triển này rất quan trọng cho nhân vật Nobara, cho thấy một khía cạnh mềm mại hơn, hiểu biết hơn của Nobara. Ngoài ra, sức mạnh và sự chủ động của Nobara luôn là những đặc điểm nổi bật của nhân vật của cô. Nobara không bao giờ ngại nói lên suy nghĩ của mình và luôn trung thành với chính mình. Dù trong trận chiến hay trong những tình huống hàng ngày, sự tự tin của Nobara là không thay đổi. Khoảnh khắc hoành tráng khi Nobara đối đầu với những linh hồn nguyền rủa cùng với Yuji, cô không hề tỏ ra sợ hãi, chỉ có sự quyết tâm và gan dạ. Khả năng giữ bình tĩnh và tỉnh táo của Nobara khiến cô trở thành một đồng minh đáng tin cậy và mạnh mẽ. Sức mạnh của Nobara không chỉ về khả năng thể chất mà còn là về chỗ dựa tinh thần và sự kiên định. Một nhân vật mạnh mẽ, độc lập trong Jujutsu Kaisen, chú thuật của Nobara cũng thể hiện rất nhiều tiềm năng với đối thủ nguy hiểm như Mahito. Solin chú pháp đã chứng minh là một biện pháp khắc chế hắn vô cùng hiệu quả, và thực tế cách hoạt động của nó cũng thể hiện tiềm năng rất lớn, có thể giúp đồng đội đối phó với kẻ bất khả chiến bại như Sukuna ở thời điểm hiện tại. Nhưng đáng tiếc là cô đã bị loại ở sự kiện Shibuya. Sự ra đi của Nobara. Khi chúng ta đến với sự kiện Shibuya, một trong những khung truyện căng thẳng nhất trong Jujutsu Kaisen, thì trận chiến của Nobara trong sự kiện này thật sự đã làm mọi người kinh ngạc. Cô đã chiến đấu hết sức mình, nhưng kết quả lại khiến các fan bàng hoàng. Tình trạng nguy kịch của Nobara sau trận chiến khiến mọi người tưởng rằng cô đã ra đi mãi mãi. Khoảnh khắc này thực sự đau lòng cho tất cả, từ các nhân vật trong câu chuyện đến các fan Jujutsu Kaisen. Chúng ta đều tự hỏi điều gì sẽ xảy ra tiếp theo và hy vọng cho sự hồi phục của Nobara. Cái chết của Nobara nếu thực sự là kết thúc thì cũng mang rất nhiều ý nghĩa tượng trưng, khái niệm phòng đầy ghế cho nên trọn vẹn ở đây. Và trong những giây phút cuối cùng của Nobara, chúng ta thấy những chiếc ghế trống được lấp đầy bởi những người bạn của cô, người đã chọn cô dù không phù hợp với kỳ vọng lý tưởng của Nobara, là một hình ảnh mạnh mẽ, nói lên tầm quan trọng của các mối quan hệ chân thật. Nobara nhận ra rằng những người thật sự quan trọng là những người đã ở bên cô, không phải là những phiên bản lý tưởng mà cô đã tưởng tượng. Sự nhận ra này thêm chiều sâu cho hành trình của Nobara, đó là một kết thúc buồn vui lẫn lộn, làm nổi bật thêm vẻ đẹp của mối quan hệ thực sự so với những ảo tưởng lý tưởng. Tác giả GG đã xác nhận cái chết của Nobara, và đó là một khoảnh khắc đau lòng tập thể cho toàn bộ fandom. Biết rằng cái chết của cô đã được lên kế hoạch từ trước, cốt truyện Shibuya lại thêm một lời khẳng định rằng sự thật này là không thể tránh khỏi cho số phận của Nobara. Quyết định của GG nhấn mạnh tầm quan trọng của hành trình nhân vật của Nobara và ảnh hưởng của cô đối với câu chuyện. Đó là một bước đi táo bạo, thể hiện sự sẵn sàng chấp nhận rủi ro với các nhân vật được yêu thích. Dù khó chấp nhận, nhưng nó cũng nhấn mạnh bản chất không thể đoán trước và khắc nghiệt của thế giới Jujutsu Kaisen. Sự xác nhận này khiến nhiều fan bị sốc, nhưng nó cũng khẳng định di sản của Nobara trong phần đầu của Jujutsu Kaisen. Cái chết của Nobara có tác động sâu sắc tới câu chuyện và các nhân vật còn lại. Sự vắng mặt của Nobara được cảm nhận sâu sắc bởi bạn bè của cô, đặc biệt là Yuji và Megumi. Nó ảnh hưởng đến nhiều hành động và quyết định của họ trong tương lai. Nobara đã dạy cho Yuji nhiều bài học quan trọng về sự kiên cường, lòng dũng cảm và sự quyết tâm. Sức mạnh và sự quyết tâm của Nobara tiếp tục truyền cảm hứng cho những người đồng đội thân thiết. Di sản của Nobara sống mãi qua những ký ức và bài học mà cô đã lại. Ảnh hưởng này là minh chứng cho tầm quan trọng của Nobara trong hành động của Yuji và Megumi. Dù trong cái chết, sự hiện diện của Nobara vẫn được cảm nhận, định hình câu chuyện và hành trình của các nhân vật. Đó là lời nhắc nhở về vai trò quan trọng của Nobara, rằng có quá nhiều bất cập khi loại bỏ nhân vật này. Dù đã được xác nhận, nhiều fan vẫn không từ bỏ hy vọng về sự trở lại của Nobara. Có nhiều giả thuyết và suy đoán về cách mà Nobara có thể quay trở lại, một số gợi ý về các thuật thức chữa lành bí ẩn hoặc sự can thiệp của các nhân vật khác như Soko hoặc Uyui. Phần khác nghĩ rằng có thể các yếu tố siêu nhiên có thể đem cô trở lại. Những giả thuyết này giữ cho hy vọng sống mãi và cho thấy Nobara có ý nghĩa như thế nào đối với mọi
mọi người, dù cho cô có trở lại hay không. Những suy đoán này làm nổi bật lên tình yêu và sự ngưỡng mộ của các fan dành cho nhân vật của Nobara. Hành trình của Nobara trong Jujutsu Kaisen là một hành trình của sức mạnh và sự trưởng thành, từ những ngày đầu ở ngôi làng cho đến những trận chiến quyết liệt tại trường chú thuật. Nobara đã để lại dấu ấn không thể phai mờ trong series. Các mối quan hệ, sức mạnh và số phận cuối cùng của Nobara đều đóng góp vào một hành trình nhân vật đầy cảm động. Dù cái chết của Nobara là rất đau lòng, di sản của cô vẫn sống mãi qua bạn bè và cuộc chiến tiếp tục của họ. Câu chuyện của Nobara nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của các mối quan hệ chân thật và vẻ đẹp của việc sống thật với chính mình. Trong cháp 265, Gege cũng đã đưa những hình ảnh về sự ra đi của những người thân và bạn bè của Yuji, bao gồm cả Nobara. Sự ra đi của Nobara đã gây ra nhiều tranh cãi và bức xúc trong cộng đồng fan Jujutsu Kaisen, đặc biệt là những người yêu mến cô. Trong trận chiến với Mahito, Nobara đã nhận được sự cứu giúp từ Nita và Todo, tạo ra hy vọng rằng cô có thể sống tốt và tiếp tục chiến đấu. Tuy nhiên, sự ra đi của Nobara khi cô chưa lột tả hết tiềm năng sức mạnh của mình đã khiến nhiều người cảm thấy tiếc nuối và cho rằng đây là một cái chết lãng phí trong câu chuyện. Các bạn có cảm giác tương tự về sự ra đi của Nobara hay không? Comment suy nghĩ các bạn bên dưới video cho mình biết với nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại.